chỗ nha. Cái thời điểm đấy con nhớ là đâu đó một chiều rưỡi thôi, con gặp chú thôi, khoảnh khắc đó. Tôi không có để ý, đâu có biết ai rồi. Vì ngày thứ hai là chú đi cùng mấy bệnh viện đúng không? Bệnh viện mấy bệnh viện. Nhớ là hôm đó là ở nhà đi cùng 3 chiếc xe và 6 người trong trước. Đấy, chính xác như vậy. Con biết là lúc này chú đang rất là buồn. À, chứ bây giờ chú thấy con cái gì thì sao buồn giàu giờ không có đi làm gì được chứ mẹ lên đó con nghe nói là ông ba cũng con muốn cho chị nói chứ thầy chị mời con đó thì con nghe nói là từ bắt giờ chú đã bị thất nghiệp một tháng dặn tháng rồi mới quay ra làm được mấy ngày nghe tin con vậy thì dạ. Nghe nói là công việc chú là làm cơ khí phải không ạ? Làm cơ khí. Làm trong cơ khí là làm trong công ty hay làm tư nhân? Công ty tư nhân. Có bảo hiểm hay là gì không? Hồi trước có cái bảo hiểm mà là vô được năm mấy rồi, 2 năm. Rồi bây giờ cắt rồi. Lý do vì sao cắt thôi chú? Tại đó tính về nghỉ á. Thì công chuyện khó khăn thì không ai ông già mình tới mình lưu này cũng về ăn nuôi ông già nữa. Rồi đầu về đây rồi cấp tính đóng mắt không à, rồi ông tỉnh lại tới vợ rồi về lên mặt xin vô mặt cho cũ lại mà chưa vô bảo hiểm lại. Rồi trước đó thì con có nghe cô nói là chú bị tai nạn lao động đúng không? Bị mất một lỗ tai tại chỗ nào? Là nguyên nhân vì sao đó chú có thể kể con nghe được không? Hai người thằng kia, tôi thì tôi hàng, rồi kia thì nó khiêng. Nó khiêng ba chữ y, cái cây y á. À, cái sắc chi. Rồi nó mới kêu lại phụ khiêng tiếp nó ngay. Rồi phụ từ phụ lên vậy nè. Rồi khi nó giục xuống á, nó không cho ai á. Rồi nó cắn cái dùng chữ y, nó cắn vô cái nó văng nó bay ra luôn. Rồi mất luôn. Rồi văng ở ngoài đầu nè, văng tới đây nè. Rồi đi ra nhà thương rồi nó kêu tháo khớp tháo luôn. Chứ không có ghét lại được. Ghét không được. Nó chạy hết trơn, nó đưa tải hết trơn. À, tức là cái vết thương đó nó bị biến dạng nhiều quá. À, nó tưa gặp hết trơn. Nhiều quá. À, gặp cái đầu tưa. Nó tức là cái phần thịt chưa nó nhiều quá nên không có ghép lại được. À, nó cắt bỏ đứt khúc con lóng. Nãy giờ đụng nó tê à? Ờ nó còn tê. Tê đụng vô tê tức tê gà đầu. Ờ vậy là làm chú làm mà việc mà đụng vô là nó tê lắm đó. Đụng lại tê. Ờ. Ở trên cái đầu ngón tay bị đứt thật nhưng mà nó vẫn còn dây thần kinh cảm ứng. Ừ, đúng rồi. Nó tê gần như bây giờ đụng vô lại tê đụng vô dạ. Lại tê đó. Chú cho con hỏi thăm thêm ít câu với chú nha. Từ cái ngày mà chú tìm con gái như vậy đó. Cái ngày mà tìm được thi thể của con gái số không hình đó. Nhà thùng. Mà ngủ không được, lăn qua lộn lại kiếm ngủ. Dạ. Với trời với Phật không? Ừ. Con nghe nói khi mà tìm gặp bé. Cuối cùng con mới nhận ra về. Nhận ra mới đem về. Dạ. À, xét nghiệm ADN đúng mấy ngày mới tìm được bé? 3 bữa nó mới cho hai mới tìm được bé. Là lúc đó mà lúc xét nghiệm rồi mà em đi chạy đi kiếm nữa nha, xét cũng phải chạy đi kiếm con à. Ờ, mình xét thôi nhưng mình vẫn đi tìm. Đi tìm nữa, dạ, nhà thương nào cũng tìm hết. Ừ. Tại vì con nhớ là cái thời điểm mà con gặp chú ở nhà xác Phượng An á, và lúc đó tầm 1:30 sáng. Thì lúc đó thì con nghe bên công an, bên nhà xác á, cũng như những người có chức quyền nhân rộng á, người ta mới bảo là toàn bộ thi thể là chuyển về bệnh viện 175 ở quận Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm đó. Đúng rồi. Lúc đó chú có chạy thẳng xuống Gò Vấp không hay là vẫn còn tìm ở đó? Chạy tới chỗ luôn. À, chạy tới Gò Vấp luôn. À, chạy tới đó luôn. Rồi 1:00 đêm mà vẫn còn đi tìm mà chừng nào phải cho được, mới mong cho thấy cho được, cầu nguyện cho được mà không thấy. Thức là mấy anh em của nhỏ Diễm nè. Dạ. Đó thì bên vợ với bên tôi nè. Dạ. Là cùng nhau đi kiếm. Kiếm khắp hết trơn không có gặp. Lúc đó chú có suy nghĩ là em nó đi đâu không hay là... Mới đầu á. Mới đầu tôi nói bạn nó cho con tôi hay về tôi đâu có tin. Không có tin luôn. Ờ tôi nói thấm nó mặn bên kia rồi đâu đó mà dạ, bị cháy. Dạ đúng rồi. Đó. Mà không ngờ sau này á là nó giấu tôi với giấu mẹ nó vô được 2 ngày rưỡi 3 ngày nó bị mất luôn. Sao lại nghe nói.
chú có nghĩ là khi chắc bé thấy gia đình rồi thấy chú không có đi làm như vậy, lớn tuổi rồi thất nghiệp nữa, rồi bé cũng muốn đi kiếm đi làm để kiếm tiền phụ cha mẹ đúng không chú ha? Mà tôi hay dễ gì cho dạ, con tôi vô nên nó bé mới giấu đó. Bé mới giấu mới đi làm. Tức là cái nó con tôi nó nhỏ xíu tuổi mà trong quán karaoke nó cũng nhận con tôi chưa có làm. Dạ. Đau. Chú cho con hỏi thêm nha, là tức là cái thời điểm mà nhận xác em nó về thì bên chính quyền họ có hỗ trợ gì cho mình không, cũng như là thời điểm hiện tại bây giờ đó bên quán karaoke có hỗ trợ gì cho nạn nhân không chú? Có công an với bên bên chữ thập đỏ với chỗ quán karaoke là hết thảy là 45 triệu. Dạ. Riêng phần quán bên quán hỗ trợ bao nhiêu chú? 30 triệu. Bên quán hỗ trợ 30 triệu. Hội chữ thập đỏ là hết cộng lại ba chỗ là vô được 45 triệu. Cộng lại 4 nơi, ở 3 nơi là 45 triệu. Rồi con nghe nói là cái chi phí mà thưa em cũng như là chi phí tận liệm ở bên trong đó cũng như là chi phí về là được bên hội thiện nguyện hỗ trợ phải không chú? Là sao? Là tức là khi phần bé về được nhóm được xe hỗ trợ đồng. Đúng, dạ, rồi, đúng, đúng rồi đúng rồi đúng. Chiếc xe cộng đồng đưa về. Tại vì cái người ở trong karaoke á, nó bây giờ thí dụ nó muốn xe kêu xe giùm ăn cả cỡ 20 mấy triệu. Dạ. Tôi thấy vậy tôi mới điện không đồng á, là năn nỉ là cộng đồng mới thương. Dạ. Gia đình tôi mới đưa về đây không ăn đồng bạc nào. Tại thấy gia đình cũng khó khăn, trường hợp rất là đặc biệt luôn nên là người ta không có lấy tiền gì hết, không có lấy đồng bạc. Dạ. Nào là chú đi làm là rất gia đình đi làm rất là lâu rồi, đi 8 năm rồi. Ừ. Dưới đây là mình còn nền nhà không hay là còn... Không, tôi ở ông nội nó nè. Ông nội không có đất, không có gì hết. À không có đất không. Đất là đất này đất của ông bà ngày xưa đó mà. À, đất ông bà xưa. Ừ. Tại con cũng vừa nghe nói là cái đường lộ này đường lộ mới xây. Phải không? Không có điện, không có gì. Không có đâu có điện. Lúc chú đi là chắc chưa làm luôn. Cái lộ ngoài này chưa làm luôn. Làm rồi rồi. Làm rồi. À, hồi đó nha, làm mà nhỏ là giờ nó nông ra làm bự lại đó. Xưa nó nhỏ. Với lại con thấy được á, trong những ngày qua thì cô cũng như chú cũng như là anh em á, tìm bé thì con cứ suy nghĩ là bé đã tìm được rồi. Đấy. Tới ngày mà con ngồi ở nhà đấy thì người thân của chú đó mới liên lạc với con. Đấy, cái em Adam á, chú biết rồi đúng không, cháu của chú đấy. Rồi mới gọi cho con đó là trời ơi anh ơi, giờ này em của em gái em giờ chưa từng thấy nữa. Đấy, lúc đó thì con nghĩ là gia đình chắc là trong cái khoảng khắc thời điểm đó cũng rất là đôn đáo phải không ạ? Mà ngủ thì con nghe nói là cô nói là ngủ ở ngoài băng đá của nhà xác thôi. À, ngủ đó mua chiếu nhỏ, thằng cháu nó mua 3 chiếc nhỏ rồi kìa đó mà chảy nằm ngủ đại. Rồi 6 anh em là nằm ra điện. Chuyện nào ngồi gì nè, ngồi nói chuyện ngủ. Chuyện nào ai mà chỉ hết nổi đó thì ngủ. Nằm bé ngang ngủ được chắc nào hả nến chắc cảnh tượng đó quá đau lòng. Là trong cái thời điểm đó thì ngoài gia đình mình ra còn gia đình nào khác không chú? Không. Ê, gia đình của người khác hả? Có nhiều lắm. Có nhóc ở trên. Mà theo con thấy á, là cái sự việc này cũng như là cái đám cháy này á, thì không biết là bên phía mà bên khoa cao kia á, họ đã đến viếng thăm gia đình mình chưa? Chưa. Có liên lạc với gia đình không ạ? Chưa, hồi lúc đó thì nó hồi lúc mà nó dơ tôi 30 triệu đó, nó hô chừng nào ấy đặng xuống mà, nó thầm rồi giờ thì không thấy xuống, chưa thấy xuống. Dạ. Chưa thấy xuống. Ngày mai thì cũng là đêm bé đi ăn nghỉ luôn. Ngày mai 10 giờ. Thì bà Vân thì không biết nói như thế nào hiện tại bây giờ. Không biết là chú rất là đau lòng. Đấy. Không có nỗi đau nào vơi đi được cái nỗi đau mà mất người thân cũng như là người con gái của mình như vậy hết. Không biết cái cảm xúc của chú hiện tại bây giờ như thế nào. Thôi chú à, vì đi nữa thì cháu nó cũng đã như vậy rồi. Số của cháu ngắn nên chú cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.